Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Hội chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên đẩy mạnh phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Đời sống của đồng bào dân tộc Cao Lan ở Quang Yên đang dần được cải thiện. Tổng thống Ukraine muốn Mỹ, EU giúp giành lại Crimea. UNICEF báo động về số trẻ em thất học ở các vùng xung đột. Sau đây là nội dung chi tiết. Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc đang đến gần, các hoạt động chăm lo Tết cho đối tượng chính sách, người nghèo, nạn nhân chất độc da cam đang được Hội chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên triển khai rộng khắp. Tết Nguyên đán Bình Thân năm nay, sau khi nhận được chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc huyện và Phòng Lao động Thương binh và Xã hội chủ động tổ chức khảo sát, nắm tình hình các hộ nghèo và nạn nhân chất độc da cam trong toàn huyện. Năm nay là năm đầu tiên áp dụng tiêu chí nghèo đa chiều, do đó hội cũng phần nào gặp một số khó khăn trong việc tổng hợp số lượng hộ nghèo trên địa bàn. Bên cạnh đó, hội cũng tranh thủ kêu gọi các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm trên địa bàn, trong đó có hai nhà tài trợ chính là tập đoàn Pride và công ty Piazzo Việt Nam đóng trên địa bàn huyện Bình Xuyên. Tết vì người nghèo là một trong những cái hoạt động cũng rất rộng mà của Hội chữ thập đỏ trong hàng năm. Thế năm nay thì theo cái chương trình chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh thì chúng tôi đã tham mưu với cấp ủy và chính quyền thành lập ban chỉ đạo, phân công các thành viên trong ban chỉ đạo và xây dựng cái kế hoạch vận động Tết vì người nghèo. Đó là một trong những nội dung tương đối là rộng rãi. Thế thì chúng tôi cũng đã tham mưu như vậy, và hôm nay thì các đồng chí cũng đã cho chủ trương là phối hợp với mặt trận và mặt trận Tổ quốc huyện và Phòng Lao động Thương binh Xã hội sẽ là ba cái đơn vị chủ trì cùng với các thành viên tuyên truyền vận động và triển khai cái kế hoạch này xuống dưới cơ sở. Với những chính sách chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước cùng những việc làm sáng tạo, hiệu quả của Hội chữ thập đỏ huyện Bình Xuyên, chắc chắn đối tượng chính sách, người nghèo và nạn nhân chất độc da cam dioxin trên địa bàn huyện sẽ được đón Tết Bình Thân vui vẻ, đầm ấm. Chiếm 20% dân số của xã với 400 hộ và gần 1.900 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Cao Lan ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô đã và đang cùng với đồng bào dân tộc Kinh nơi đây tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi trồng trọt, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất của mình. Nhờ vậy, đời sống kinh tế xã hội của đồng bào Cao Lan đang dần được đổi thay. Đời sống kinh tế ở các thôn có đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống trên địa bàn xã Quang Yên hiện nay đã có sự đổi thay rõ rệt. Những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang bên cạnh những nếp nhà sàn đặc trưng của người Cao Lan. Đồng bào dân tộc Cao Lan sống tập trung ở 4 thôn dân cư, hình thành nên một cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống gia đình. Về thôn xóm mới, một trong những thôn có nhiều đồng bào Cao Lan sinh sống, mới thấy rõ được sự đổi thay ở đây. Được chính phủ và huyện tỉnh ủng hộ, giúp đỡ tài trợ cho một phần nào những hộ nghèo tăng lên. Chúng tôi là có phổ biến các cháu học hỏi để trồng trọt, trồng lúa, trồng ngô, trồng khoai đấy, để cho nó đúng kỹ thuật thì thu nhập nó cao hơn. Tận dụng các thế mạnh của địa phương và sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự ham học hỏi, làm kinh tế, người Cao Lan đã biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Gia đình ông La Ngọc Tâm là một trong những hộ đồng bào Cao Lan ở thôn xóm mới. Bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay ưu đãi, ông đã đầu tư vào chăn nuôi lợn với quy mô gia trại. Bằng sự tích lũy từ chăn nuôi, năm vừa qua, gia đình ông đã xây dựng được căn nhà mới khang trang, chuẩn bị đón một cái Tết ấm cúng hơn. Thế qua quá trình ấy là phát triển chăn nuôi ấy, để là lấy cái chăn nuôi là phát triển để là xây dựng kinh tế nhà mình. Thế phát triển cái lợi thế ở địa phương cũng như là diện tích gia đình tôi là có một cái khoảng là diện tích nó tương đối rộng rãi. Thế cho nên là tôi xác định là phát triển chăn nuôi làm chính để lấy con lợn nuôi để là phục vụ gia đình. Thì từ đó là tôi đã nuôi đến bây giờ là qua quá trình là chăn nuôi tôi hiện nay đã có 20 đến 25 nái. Thế hàng năm... Hàng tháng là tôi cứ lợn đẻ ra đâu là tôi nuôi lại đấy, và xuất bán hàng tháng là mỗi một tháng là xuất khoảng 30-40 con. Thì trong đó, cái 30-40 con này thì cũng trừ chi phí đi mỗi tháng là cũng thu nhập được là 30-40 triệu. Những năm gần đây, khi nhà máy mía đường Sơn Dương có chủ trương mở rộng diện tích trồng mía nguyên liệu sang Vĩnh Phúc, xã Quảng Yên đã khuyến khích các hộ chuyển đổi diện tích đất đồi rừng trồng sắn và các cây trồng không mang lại hiệu quả kinh tế sang trồng mía. Sau 5 năm triển khai trồng mía với khoảng 78 hectare diện tích, cây mía đã giúp cho nhiều gia đình trong xã, trong đó có những hộ đồng bào Cao Lan có nguồn thu nhập ổn định. Bắt đầu là chúng tôi trồng cây mía từ 2011 đến nay là tôi thấy là cái lợi nhuận của nó, nếu mà
so với các cây trồng khác thì cây mía là cái cây chủ động và cái cây gọi là cho kinh tế cao. Nhờ có sự quyết tâm và ý chí vươn lên làm giàu của những người dân nơi đây, đặc biệt là dân tộc thiểu số Cao Lan, mà bộ mặt nông thôn ở địa phương đã và đang dần thay đổi. Đời sống của người dân từng bước được nâng lên, góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Đồng bào dân tộc Cao Lan là chiếm tỷ lệ dân số khoảng hơn 20% trong toàn xã. Đồng bào đã phát huy tốt bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc, đoàn kết, thế rồi là cùng nhau chung sức xây dựng cái nông thôn mới là rất tốt. Đồng bào đã là động viên tuyên truyền nhau, thế rồi là giữ vững và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc. Đã có nhiều tấm gương điển hình của các bà con dân tộc Cao Lan đã hiến công, hiến sức, rồi hiến đất cho cái phong trào làm đường giao thông nông thôn. Thế rồi đã có nhiều tấm gương tích cực trong các cái việc là thực hiện các cái tiêu chí để mà xây dựng nông thôn mới. Tuy vẫn còn những khó khăn, nhưng người dân tộc Cao Lan ở Quang Yên đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo, cùng với đồng bào dân tộc Kinh xây dựng quê hương ngày một đổi mới. Mới đây, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 1, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh đã phối hợp với Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Yên tổ chức tuyên truyền hướng dẫn thực hiện thông tư số 57 của Bộ Công an về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 1 năm 2016. Ban Quản lý Bến xe khách Vĩnh Yên hiện nay đang quản lý 27 đầu xe. Qua công tác khảo sát của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thì đa số các xe đã trang bị phương tiện chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều bình chữa cháy đã hết hạn sử dụng. Nhiều chủ phương tiện trang bị bình chữa cháy nhưng không biết cách lắp đặt ở những vị trí phù hợp, gây khó khăn trong quá trình chữa cháy khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã tuyên truyền hướng dẫn các chủ phương tiện thực hiện thông tư số 57 của Bộ Công an về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 6 tháng 1 năm 2016. Bình chữa cháy trên xe phải được đặt ở nơi dễ thấy, dễ lấy. Đồng thời các chủ phương tiện cần thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, đảm bảo phương tiện hoạt động tốt, xử lý hiệu quả khi có cháy nổ xảy ra. Thông tư số 57 của Bộ Công an đã được các chủ phương tiện giao thông cơ giới đồng tình hưởng ứng và chấp hành tốt. Tôi rất đồng tình với quy định mới của Chính phủ. Trên xe tôi cũng trang bị đầy đủ các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy như bình cứu hỏa và búa thoát hiểm, cộng thêm găng tay và khẩu trang. Và tôi thấy cái điều này để đảm bảo của Chính phủ là để đảm bảo an toàn khi lưu thông xe lưu thông trên đường của xe và hành khách. Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm với môi trường Công an tỉnh vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển 10 tấn ắc quy thải nguy hại đến môi trường không đảm bảo quy định. Trước đó, tại trạm thu phí đường bộ thuộc xã Quy Liêu, huyện Bình Xuyên, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 88C00717 của gia đình chị Kim Thị Hạnh, sinh năm 1979, trú ở xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc, thuê anh Trần Văn Thắng, sinh năm 1990, trú ở cùng xã điều khiển, đang vận chuyển 10 tấn ắc quy thải đem đi tiêu thụ. Xe vận chuyển không có dấu hiệu cảnh báo và không được cấp phép vận chuyển chất thải nguy hại theo quy định. Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường đã lập biên bản tạm giữ số tang vật, phương tiện trên để điều tra xác minh, xử lý theo quy định. Chuyển sang phần tin quốc tế, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố muốn Liên minh châu Âu, EU và Mỹ giúp giành lại quyền kiểm soát Crimea từ tay Nga, đồng thời cam kết khôi phục chủ quyền tại khu vực miền đông ly khai trong năm 2016. Trong cuộc họp báo đầu tiên năm 2016 tại Kiev, Tổng thống Poroshenko cho biết trong năm 2016 phải khôi phục chủ quyền của Ukraine tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng thuộc tỉnh Donetsk và Luhansk. Ông khẳng định cuộc đấu tranh đòi lại Crimea cũng là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự và Kiev muốn thành lập một cơ chế quốc tế để chấm dứt việc chiếm đóng bán đảo này với sự tham gia của các đối tác EU-Mỹ. Ông cho biết có kế hoạch giải quyết các nhiệm vụ phức tạp như trở lại Donbass và Crimea thông qua các biện pháp chính trị ngoại giao và luật pháp quốc tế. Theo Tổng thống Poroshenko, ông sẵn sàng ký hợp đồng mới cung cấp điện cho Crimea nếu bán đảo trên biển đen này được coi là một phần của Ukraine. Chính phủ Nga buộc phải giảm đáng kể chi tiêu, dừng một loạt dự án và cắt giảm bộ máy hành chính. Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã tuyên bố như vậy tại cuộc họp chính phủ bàn về thực hiện ngân sách liên bang năm 2016. Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh giá dầu mỏ giảm mạnh trong thời gian dài đang tạo ra những nguy cơ nghiêm trọng cho việc thực hiện ngân sách. Ông cho biết chính phủ cần tập trung hỗ trợ các ngành có tiềm năng phát triển, trước hết là các ngành có thể thay thế hàng nhập khẩu và các ngành có ảnh hưởng tốt tới nền kinh tế. Chính phủ sẽ thảo luận về hỗ trợ các ngành công nghiệp chế tạo, phương tiện giao thông vận tải, trong đó có công nghiệp ô tô
và công nghiệp nhẹ nhằm kích thích sản xuất và tăng nhu cầu trong nước. Ông Medvedev cũng cho biết chính phủ Nga có thể hỗ trợ các dự án đầu tư hiện đại hóa và mở rộng các nhà máy sản xuất lớn. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Yemen Ismail Sheikh Ahmed đã rời thủ đô Sana'a mà không đạt được bất kỳ bước tiến nào trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa các phe phái đối lập tại nước này. Phát biểu với báo giới, ông Ismail Sheikh Ahmed cho biết các bên đã không thể ấn định được thời điểm cho vòng đàm phán tiếp theo mà nguyên nhân chính là do những bất đồng liên quan tới địa điểm tổ chức hòa đàm và các biện pháp xây dựng lòng tin. Như vậy, cơ hội nhằm đạt được một bước đột phá lớn đã một lần nữa bị bỏ lỡ, giống như các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ hồi cuối năm 2015 vừa qua và kết quả mà đàm phán đạt được không có gì khác ngoài một thỏa thuận về trao đổi tù nhân. Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi phiến quân Houthi chiếm giữ thủ đô Sana'a hồi tháng 9 năm 2014, sau đó tiến xuống miền Nam và kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ Yemen, buộc Tổng thống đương nhiệm Mansour Hadi phải lưu vong tại Ả Rập Xê Út. Các lệnh ngừng bắn cũng như các cuộc đàm phán do Liên Hợp Quốc làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột tới nay đều thất bại. Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu trao đổi với các nhà chức trách Mexico về việc dẫn độ chùm tội phạm Joaquin Guzman Loera, biệt hiệu là El Chapo, tới Mỹ để xét xử. Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn yêu cầu giấu tên của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, cuộc thảo luận diễn ra ngày 12 tháng 1 tại thành phố Miami, Mỹ với sự tham gia của Tổng công tố liên bang Mexico Angel Gomez. Quan chức này từ chối cung cấp danh tính đại diện phía Bộ Tư pháp Mỹ. Đây là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa quan chức hai nước về vấn đề này. Theo giới chức hai bên, việc dẫn độ Guzman có thể mất tới một năm hoặc lâu hơn. Phía Mỹ đã gửi nhiều đề nghị dẫn độ Guzman tới nhà chức trách Mexico. Một nguồn tin từ lực lượng hành pháp của Mỹ cho biết đã có ít nhất hai văn phòng công tố liên bang gửi đề nghị là văn phòng tại San Diego, California và El Paso, Texas. Ngoài ra, một số văn phòng công tố khác nhiều khả năng cũng sẽ tham gia vào vụ việc, bao gồm các văn phòng tại Chicago, Miami, cùng Brooklyn và Manhattan của thành phố New York. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết có gần 24 triệu trẻ em sống ở các khu vực khủng hoảng tại 22 quốc gia bị tác động bởi cuộc xung đột đã không được đến trường. Theo báo cáo của UNICEF, Nam Sudan có tỷ lệ trẻ em thất học ở mức cao nhất khi hơn một nửa trẻ em trong độ tuổi tiểu học và những lớp đầu trung học không được học hành. Tiếp đến là Niger với 47% trẻ em không được đi học, Sudan 41% và Afghanistan 40%. UNICEF cho biết bạo lực và nghèo đói là những nguyên nhân chính dẫn tới thảm họa này. Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về giáo dục toàn cầu cho biết Liên Hợp Quốc đang lên kế hoạch thiết lập chương trình nhân đạo có tính chất khung cơ bản về giáo dục ở các khu vực xung đột tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về vấn đề nhân đạo diễn ra ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ trong năm nay. Theo UNICEF, ở những quốc gia đang trải qua thời kỳ bất ổn và bạo lực kéo dài thì trường học không chỉ là nơi học tập mà có ý nghĩa vô cùng to lớn như mang đến môi trường cho trẻ em vui chơi, học hành cũng như niềm hy vọng về tương lai. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.